ngày 16 tháng 2, tất cả các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức lễ sao nhận quân năm 2022, tiễn 1.500 người con ưu tú lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tới sự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đúng 8 giờ ngày 16 tháng 2, tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân năm 2022. Năm nay, tỉnh Hòa Bình có 1.500 tân binh lên đường nhập ngũ, được giao cho các đơn vị quân đội và 236 tân binh giao cho các đơn vị công an. Do làm tốt công tác khám tuyển nên chất lượng tân binh năm nay cao hơn so với mọi năm, 100% quân số bảo đảm sức khỏe và phẩm chất chính trị. Trong đó, thanh niên đã nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 70%, có trình độ văn hóa cấp 3 đạt gần 80%, tuổi đời từ 18 đến 20 đạt 82%, tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt 5,8%, cao hơn so với năm 2021. Có 22,5% thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên thời gian buổi lễ diễn ra ngắn gọn, hạn chế tối đa đại biểu, người thân đến tiễn, bảo đảm phòng dịch ở mức cao nhất. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã triển khai nhiệm vụ giao nhận quân đảm bảo an toàn phòng chống dịch, như quy định bắt buộc 100% thanh niên nhập ngũ phải được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 từ 2 mũi trở lên, xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi giao quân và thực hiện nghiêm 5K. Kịp thời điều chỉnh số thanh niên bị F0 chuyển để đi nhập ngũ, sẵn sàng nhập ngũ. Như vậy là đến thời điểm này ra quân đã hoàn thành tốt cái 129 nam thanh niên nhập ngũ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các tân binh sẽ được giao cho 18 đơn vị nhận quân thuộc quân đội và một số đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, để phòng chống dịch, 61 tân binh xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trung tâm Y tế huyện theo dõi điều trị. Sau khi đảm bảo sức khỏe, sẽ bàn giao cho các đơn vị theo đúng quy định. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, các tân binh lên đường nhập ngũ đều rất phấn khởi và quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu tốt nhiệm vụ được giao. Ngày hôm nay rất được vinh dự khi được khoác trên mình màu áo lính, được đi nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2021 của Chủ tịch là một tân binh cho nhập ngũ năm 2022, giờ thì tâm trạng của em giờ là vui, sắp được gia nhập vào người lính Cụ Hồ của Đảng Cộng sản Việt Nam, được phục vụ cho Tổ quốc, bảo vệ cho nước nhà. Đến đúng 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, lễ giao nhận quân tại tất cả các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và an toàn. Thực sự là ngày hội của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong ngày giao nhận quân hôm nay, cấp ủy chính quyền các cấp đã đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ với tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.